Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành mừng cuối muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy tràn hoa, lòng con yêu mến cây trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn. Mẹ ơi, lời mẹ thiết tha này xin con đừng ngâm phép mân côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin, ca dao phép thánh mân côi hằng ngày. Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành mừng cuối muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy tràn hoa, lòng con yêu mến cây trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn. Ngày đêm đón con hết tâm nài vàng, mẹ đưa hội thánh qua cơn lầm than. Mẹ ơi, mẹ thương giáo hội Việt Nam, giơ tay cứu vớt xuống ơn đầy tràn. Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành mừng cuối muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy tràn hoa, lòng con yêu mến cây trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn. Xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn. Xin mời Chúa đến với
nơi quê hương con, đến với quê hương con. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu phần 34 hồi hương. Sau ngày 20 tháng 1, cha đưa chúng con đến thăm một thầy dòng nhân đức lắm, tên là Simeon, đã sáng lập và hiện đang làm giám đốc trường Thánh Giuse. Khi chúng con đến thì đã thấy cha Cố Chính đang ở đấy rồi. Cha có hơi trách yêu Cố Chính vài lời vì đã không nói đỡ trong công cuộc khó khăn của con. Rồi người thuật lại chuyện cho Simeon nghe. Thầy dòng tuổi tác đã lớn, nghe tỏ bộ thích lắm. Thầy có ghi lấy ít điều vào cặp nhỏ rồi nói cách cảm động. Ở Italy không thấy chuyện này bao giờ. Hôm sau ngày chầu Đức Giáo Hoàng, chúng con phải chạy đi tỉnh Napoli và Bombay. Như để chào mừng chúng con đã đến, núi lửa Vesuve nổ rất nhiều tiếng to như tiếng súng đại bác, và miệng núi khói bốc lên đen sủi ngùn ngụt.
những hỏa hoạn thành Bombay phải chịu vì núi lửa, con phải ghi rất tang thương, rất điêu tàn. Trông phải rùng mình ghê sợ. Thật là chứng tỏ quyền phép Chúa trong đất. Đất chuyển động, đá đến núi, núi trở nên tro bụi. Giá cõi lòng không còn ôm ấp một cảnh tĩnh mạc khác, có lẽ con đã được ước ao một mình đi lại giữa nơi điêu tàn này để chiêm nghiệm sự giòn mỏng thế gian. Ở tỉnh Napoli, chúng con được một cuộc ngoạn cảnh rất thú, cuộc lên thăm nhà dòng Thánh Martino, xây trên ngọn đồi cao nhất thành. Nhưng đến khi xuống xe về, ngựa sinh trứng, lồng dữ quá, con tưởng giá không có thiên thần bản mệnh phù hộ, chắc rằng còn thân lằn lặn trở về tới khách sạn là điều khó. Khách sạn chúng con chú lần này sang trọng lắm. Từ ngày bắt đầu cuộc hành trình ở Roma, con chưa thấy khách sạn nào chững chạc bằng. Tuy những khách sạn chúng con đã ở đều to lớn và lịch sự. Cũng là dịp để nói, phú quý chẳng làm nên hạnh phúc. Với hy vọng được vào dòng kín, dầu phải ở nhà tranh, vách đất, con cũng sung sướng hơn ngàn lần ở nhà cao rộng, có thang đá hoa, có màn lụa lĩnh, nằm đệm nhiễu, đắp chăn nhung mà phải rầu cay trong cõi lòng son. Ôi, con nhận thấy sự vui không ở trong các vật chung quanh ta, một ở trong sâu thẳm tâm hồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ngồi trong ngục tối, người ta có thể vui bằng ngồi trong điện vua Chúa. Bởi vậy, được vào dòng kín, dù con phải khổ, dù khổ trong, khổ ngoài, dù khổ chừng nào, con cũng lấy làm vui sướng hơn bội phần ở thế gian, với mọi sung sướng, với cả sự được nâng hứng chiều chuộng trong chốn vui gia đình. Tuy lòng con phải đắm chìm trong buồn bã, bề ngoài con vẫn thản nhiên như thường. Sở dĩ con muốn giấu, không để ai biết việc đã tâu Đức Thánh Cha. Nhưng chẳng mấy chốc, câu chuyện đã bị lộ. Duyên cớ thế này, một hôm chỉ còn con với chị Celine ngồi lại xe, các hành khách xuống hàng tất cả. Con thấy Đức Cha Lego đứng ở ngoài xe, nhìn con kỹ càng lắm, rồi mỉm cười nói: "Sao, bài dòng kín của chúng tôi thế nào?" Bấy giờ con mới hiểu là cả đoàn du lịch đã biết việc con rồi. Lại có nhiều người nhìn con cách thương tình lắm. Chỉ được là không ai hỏi han gì về công việc đó mà thôi. Về đến thành SCG, con lại xảy ra một chuyện cũng hay hay. Khi đã thăm những nơi lừng tiếng nhân đức của Thánh Francisco và bà Thánh Clara mà ra về, con sờ thấy đã rơi mất cái khóa dây lưng ở nhà dòng. Hối hả, con lộn lại tìm mãi mà mắc vào dây, xong thì lại bị nhỡ xe. Ra tới cổng nhà dòng, các xe đã chạy hết, chỉ còn xe cha cố chính thì ình ịch sắp sửa chạy. Làm sao bây giờ? Chạy đuổi những xe đã khuất, liều mình phải nhỡ chuyến tàu hỏa, hay là lạy van cha cố chính xin một chỗ ngồi, phân vân. Nhưng cho chắc việc, con đã nhất định lạy van cha cố chính. Bây giờ con làm ra bộ không cuống quýt gì cả, mặc dầu lòng thì cuống quýt lắm. Con thưa sự thể với cố chính: "Chính ngài lại cuống quýt, không biết phải liệu làm sao, vì xe ngài cũng đã hết chỗ rồi." Nhưng một ông ngồi trong xe vội vàng bước xuống nhường chỗ cho con và chạy lên ngồi bẹ trên cạnh người đánh xe. Khi ấy con như con sóc dập phải lưới, không thể nào làm sao để chịu được. Chung quanh toàn những chư tôn liệt vị, nhất là cái khổ phải ngồi đối diện người mình kinh khiếp nhất. Nhưng cố chính lại tỏ lòng yêu quý con lắm, thỉnh thoảng lại dừng chuyện để nói về dòng kín với con. Cố đã hứa sẽ giúp con hết sức việc con vào dòng 15 tuổi. Lần hội ngộ này, con thấy vết thương lòng con dịu dịu, nhưng vẫn còn đau. Con đã mất hết hy vọng ở người thế gian, con chỉ còn trông cậy một mình Chúa mà thôi. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau suy niệm mầu nhiệm năm sự vui. Và trong giờ kinh tối hôm nay, xin được cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cho quý cụ ông, cụ bà, các bệnh nhân
anh chị em hội viên Kinh Mân Côi Thánh Đa Minh, quý vị ân nhân của tất cả chúng ta còn sống hoặc đã qua đời, cũng như cầu nguyện theo tất cả những ý cộng đoàn xin khấn ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chưa cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà con phung là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phung là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Lòng nghe muôn sư thật là hát Ave Maria, là ngôi hai giữa người lòng nữ trinh ngôi diêm lệ. Thờ linh Giêsu, Giêsu vua nhân ơi, thờ thứ hai Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Mẹ mau mau đến nhà chỉ viên thăm đi xa về, mừng vui lên tiếng lòng người hát vén danh Chúa Trời. Thờ kinh Giêsu, Giêsu của nhân loại. Thờ kinh của muôn đời. Thứ ba, Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hàng đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Mẹ xin con giữa trời lạnh giá không nơi nương nhờ, mẹ thương yêu bế trần cùng con chia sẻ chia. Mẹ tin Giêsu, Giêsu của nhân ngài, mẹ tin thứ bốn, Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Tái xin cho được vâng lời chiều lụy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thường hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Mẹ dâng con trước đền thờ tối cao lên Chúa Cha, mẹ vâng theo tiếng lòng truyền linh dân tròn sáng hồn. Thờ linh Giêsu, Giêsu của nhân loại. Thờ linh tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Mừng vui vì kiếm tìm lại thấy con nơi thánh đường, xin vâng thiên đời mình với con nên lễ dâng. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy mẹ, chúng con còn cháu Eva, ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Này con là đá trên biển đá này, Cha xây giao hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, xa con sức hùng mưu ma bây vùng không làm chuyện du. Ta ơi nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Francisco gìn giữ người tăng đức sinh linh và ban cho người đời này hạnh phúc, đừng giao người cho ám tâm quân thù, đừng giao người cho ám tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua mầu nhiệm kinh mân côi năm sự vui, xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng con, chúc lành cho anh chị em hội viên kinh mân côi Thánh Đa Minh, quý vị ân nhân của hội kinh mân côi còn sống hoặc đã qua đời.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Chẳng thấy đêm về chiều sáng mênh mông.
thiêng nhân ai ngát hương. Ngọc ngà kiết tình nêu gương tinh dòng, nước khôn ngoan thác dòng tuôn chảy. Cha đã ban đầy dây nhưng không, giang truyền ơn Chúa chi công, cho con hợp với công đoàn phúc nhân. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.